đăng ký tài khoản trên sàn FTX và được giảm 5% phí giao dịch. Chào mừng bạn đến với ET Capital, mình là Thịnh và trong video ngày hôm nay Thịnh sẽ hướng dẫn cho bạn cách đăng ký tài khoản ở trên FTX và hơn hết bạn sẽ còn được giảm 5% phí giao dịch khi đăng ký theo hướng dẫn của Thịnh. Rồi uh, trong video này Thịnh hướng dẫn cho bạn cách giao dịch bằng điện thoại ha, bạn sẽ tạo tài khoản bằng điện thoại di động cho nó tiện. Thì ở trên video này ở trên góc trái Thịnh có để một cái mã QR code. Bạn chỉ cần là cầm điện thoại lên và vào camera quét cái mã QR code đó thì bạn sẽ ra được cái giao diện uh, website FTX như trên điện thoại. Hoặc nếu bạn nào làm trên máy tính thì chúng ta có thể truy cập vào cái đường link đó là etcapital io suyệt FTX được chưa các bạn? Enter ra. Các bạn phải truy cập vào đúng cái đường link này thì các bạn mới được giảm 5% phí giao dịch như là ở trên màn hình các bạn có thể thấy nè. Giới thiệu ET Capital 5% giảm phí. Rồi, đầu tiên ở đây thì các bạn sẽ đơn giản thôi, tạo tài khoản thì bạn sẽ nhập vào đây cái email mà các bạn muốn đăng ký. À, email mà các bạn thường sử dụng nhất ha. Rồi, ví dụ nhập lại email ở đây. Rồi, ok rồi mật khẩu ở đây bạn chọn mật khẩu rồi ok xong sau đó bạn nhấp vào đây để xác minh rồi sau đó bạn kéo được chưa hả à, nhanh chóng thôi đơn giản rồi đánh dấu vào ô này rồi à, tiếp theo ở đây thì nó chưa cho chúng ta đăng ký là tại vì à, nó đòi là à, cái mật khẩu của mình đó, nó phải có thêm một ký tự in hoa nữa ha các bạn đây ở dưới nó có những yêu cầu mật khẩu thì chúng ta cần phải có thêm ký tự in hoa viết thường gì tùm lum la hết đó rồi xong rồi đây là bạn đã vào được tới giao diện FTX rồi ha nhanh nhanh chóng luôn rồi khi mà bạn thấy được cái giao diện này các bạn thấy bóng đóng cái này đi rồi sau đó thì các bạn sẽ tiến hành là chúng ta sẽ xác minh danh tính hay còn gọi là KYC đây thì khi các bạn vào đây thì các bạn đã có có thể giao dịch mua bán tiền điện tử được rồi à, tuy nhiên là để nâng cao cho cái, cái 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 sự uy tín cũng như là cái tính bảo mật cho tài khoản của bạn thì bạn cần phải xác minh danh tính rồi thì để xác minh danh tính thì các bạn sẽ chọn vào cho thịnh cái icon không? icon này icon hình cái cái gương khuôn mặt của các bạn á đây là khuôn hình con người nè rồi sau đó các bạn chọn vào cho thành cái mục cài đặt ở bên dưới chọn một cài đặt đây thì nó sẽ ra tới cái giao diện này các bạn thấy chưa rồi uh, sau đó ở đây thì nó sẽ có một cái mục đó là uh, xác minh nhân tính đây các bạn kéo xuống bên dưới đây xác minh nhân tính ha thì uh, nó chỉ đơn giản là chúng ta xác minh nhân tính chúng ta úp giấy tờ thôi không có đơn không có gì khó khăn hết đầu tiên á thì ở đây các bạn sẽ lựa chọn cái, tệ, cái 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 chứng minh nhân dân của mình đi cho nó dễ rồi ở đây thì chúng ta có thể chọn tệp nè các bạn thấy chưa Đó front of ID là cái mặt trước Thì bạn hoàn toàn có thể chọn một chụp ảnh Và bạn lia tới cái cái file Cái 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 chứng minh nhân dân của mình đó bạn để bằng chụp Đó lý do tại sao thì hướng dẫn mọi người làm trên điện thoại là tới cái bước này nó tiện là vậy đó Rồi xong back of ID có nghĩa là lật cái mặt sau lại chụp Rồi selfie Đây có nghĩa là selfie clear image of your face Có nghĩa là bạn sẽ selfie một tấm hình Uh, ngay tập ngay lập tức lúc đó luôn ha để uh, và rõ nét khuôn mặt của bạn ha uh, rồi tiếp theo còn có một bên dưới này á là tới cái phần đó là uh, roof of address có nghĩa là cái cái chứng minh về cái 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 địa chỉ của các bạn thì địa chỉ của các bạn thì bạn có thể ở đây nó ghi nè làm sao kê của ngân hàng vừa rồi hoặc là một cái hóa đơn điện nước gì đó đó thì nói chung là bạn có uh, hóa đơn điện hóa đơn nước gì đó thì bạn hoàn toàn có thể chụp rồi bạn úp lên thôi đó uh, vậy thôi chứ không có gì hết rồi xong sau khi chọn xong các tệp ở đây thì bạn sẽ bấm vào nút upload document thì nó sẽ xét duyệt cho bạn rất là nhanh thôi uh, về kyc này thì nó 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 rất là nhanh chóng và thậm chí là bạn không bắt buộc phải KYC nha. Thịnh nhắc lại, bạn không bắt buộc phải KYC, tại vì KYC thật ra là để tăng cái độ bảo mật và uh, gọi là uh, uy tín cho tài khoản của bạn thôi. Bạn có thể giao dịch được nhiều hơn thôi. Chứ thật ra nó không bắt buộc. Ha. Rồi tiếp theo ở đây á, thì bạn sẽ bật cho thành một cái um, chức năng đó là xác thực hai lớp. Đây, ở đây nó có xác thực hai lớp nè Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ lựa chọn vào là xác thực thi hoặc là Google các bạn. Cái này là phổ biến nhất. Đây. Rồi uh, tiếp theo á thì ở đây nó sẽ hiện ra một cái uh, app như vậy đó nó sẽ hiện ra một cái uh, cái, cái 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 qr code như vậy thì uh, đây thì bạn sẽ copy cái số cái cái dãy địa chỉ này bạn tải cái app Google Authentic về đây thành ví dụ đây bạn thấy cái app Google Authentic cây tờ không đây nè giống như trên màn hình nè các bạn vào app này đúng không? Xong rồi các bạn sẽ bấm dấu cộng ở đây, góc tay phải bên dưới. Rồi, các bạn sẽ nhập vào mục đó là nhập khóa thiết lập, được chưa? Nhập khóa thiết lập. Rồi, tài khoản bên trên này thì các bạn sẽ nhập cái email các bạn. Rồi, được chưa mọi người ha? Rồi, sau đó ở đây các bạn nhập theo dạng. Rồi, xong các bạn chỉ cần bấm chữ thêm ở đây thôi là xong. Rồi, đây nè các bạn thấy không? Các bạn thấy có cái dãy số này nè. Đó, các bạn copy vào. Bấm copy. rồi các bạn dán vào đây quay trở lại cái cái website FT cái hai dán và bấm gửi rồi xong, đó bạn thấy chưa nhanh gọn lẹ thôi đó có nghĩa là đây là một cái cách để các bạn uh, 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 xác thực hai lớp như thế nó rất là nhanh chóng thôi ha đó thì cái việc mà bạn bật xác thực hai lớp như thế sẽ bảo vệ tài khoản của bạn hơn và bây giờ bạn hoàn toàn có thể uh, lên giao diện máy tính để bạn có thể giao dịch nạp tiền gửi tiền bằng ứng dụng à, bằng ftx và ftx thì hình như là nó cũng có app trên điện thoại Uh, bạn có thể lên trên App Store hoặc là CH Play để bạn tải cái ứng dụng của FTX về để mình giao dịch cho nó thuận tiện hơn rồi OK xin chào các bạn uh, nếu như mà bạn có bất kỳ thắc mắc nào á thì hãy để lại bình luận bên dưới video để cùng thảo luận với Thịnh và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh YouTube của mình và bấm vào nút chuông bên cạnh nữa để nhận những video mới nhất và hoàn toàn miễn phí xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video thực hành kế tiếp.